cập nhật mới, Roblox cập nhật mới, khuyến mãi tưng bừng, rất nhiều tài khoản VIP giá rẻ, vòng quay may mắn, giải thưởng cao. Link tại mô tả nha anh em. Không phải Rock đi xe bét, đây mới là hải tặc đáng sợ nhất trên thế giới. Như anh em đã biết, cách đây hơn 40 năm, trong giới hải tặc xuất hiện một hải tặc nguy hiểm hơn tất thảy những kẻ đã từng xuất hiện. Hắn và bằng tặc của hắn có tham vọng làm bá chủ thế giới. Mục tiêu nhắm đến của hắn không chỉ là One Piece, là phiêu lưu, là danh tiếng, tiền tài, mà hắn còn tham vọng lật đổ chính quyền để thống trị thế giới. Đó là tham vọng nguy hiểm mà hắn theo đuổi. Băng của hắn là tập hợp những tên hải tặc hùng mạnh mà ba trong số đó sau này là những tứ hoàng cai trị những vùng biển ở tân thế giới. Vâng, không ai khác, nhân vật mà Sam Soi đang nói đến chính là Rock Lee Sebek. Chính sự nguy hiểm và tham vọng của mình, Rock đã trở thành nguyên nhân châm ngòi cho sự kiện God Valley diễn ra 38 năm trước. Một liên minh giữa Gap và Roger được thành lập để cùng nhau tiêu diệt Rock Lee Sebek và băng tặc của hắn. Để bầu chọn cho danh hiệu tên hải tặc đáng sợ nhất, theo mình không phải là Rock Lee Sebek mà là nhân vật tôi sắp nói ở đây. Dù chỉ là một băng hải tặc mới nổi tiếng gần đây, nhưng dưới trướng toàn những tên nguy hiểm đến cực kỳ nguy hiểm, từng bị giam ở tầng 6 của nhà ngục Impel Down, là kẻ duy nhất tính đến thời điểm hiện tại sở hữu cùng lúc sức mạnh của hai trái ác quỷ. Đúng, nhân vật Sam Soi nhắc đến ở đây chính là Mark Soditis, Zoden. Nhưng nếu chỉ riêng với những điều này, chúng mình cũng không thể khẳng định rằng Zoden là một tên hải tặc đáng sợ nhất One Piece. Vậy còn điều gì khiến hắn trở nên nguy hiểm? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay nhé. Tham vọng, mưu mô và xảo quyệt. Là cựu thành viên của băng tặc dâu trắng, dâu đen chưa từng để lộ tham vọng của mình cho đến khi Jad, đội trưởng đội 4 trên tàu của dâu trắng, có được trái ác quỷ Yami Yami ở trong một trận chiến. Tít đã hèn hạ giết chết đồng đội của mình, cướp trái ác quỷ mà hắn hằng mơ ước, sau đó bỏ trốn khỏi tàu Moby Dick. Xuất hiện lần đầu tiên ở thị trấn Morgtown, lúc đấy hắn tỏ ra là một kẻ không có gì là nguy hiểm, nhưng đằng sau hắn là một kế hoạch với từng bước được tính toán vô cùng cẩn trọng, mục đích là để có được trái ác quỷ của dâu trắng. Và hơn thế nữa, hắn muốn được One Piece. Hắn là kẻ thèm khát One Piece hơn bất kỳ một hải tặc nào khác. Để tuyển dụng những thành viên mạnh mẽ vào băng, hắn đã đánh đổi mạng sống của A để được lấy vé gia nhập Shichibukai, tránh khỏi sự truy đuổi của hải quân, và để có thể bước qua cánh cổng thiên lý tiến vào Impel Down. Nhưng nếu kế hoạch của hắn chỉ dừng lại ở đó thì không có gì gọi là nguy hiểm cả. Vì như ta từng biết, cha vô cổ lo cũng từng dùng trái tim của 100 hải tặc để đổi lấy một chân ở trong hàng ngũ Shichibukai. Nhưng ở Tít, mục đích không chỉ dừng lại ở ngôi vị thất vũ hải, hắn muốn nhiều hơn thế, cụ thể là sức mạnh, danh tiếng và quyền lực. Trong lần xâm nhập Impel Down, hắn đã thành công chiêu mộ được rất nhiều thành viên là những tên hải tặc cực kỳ khát máu, trong đó Siri Mưa, bằng cách nào đó cho những kẻ ở tầng 6 thanh trừng nhau, sau đó chọn ra những kẻ mạnh nhất còn sống sót để thành lập ra một băng hải tặc quỷ, tương tự như cách mà Rock Lee Sebek đã từng làm ở đảo B2 hơn 40 năm trước. Mình tin rằng Zoden đã học hỏi cách làm này của Rock vì hắn từ được Oda xác nhận là thích nghiên cứu lịch sử. Trong trận chiến thượng đỉnh, Zoden cũng đã có mặt ở đó. Sau khi mà dâu trắng chết tại trận chiến, trước mặt tất cả hải quân và hải tặc, hắn đã đoạt lấy năng lực trái ác quỷ của dâu trắng bằng năng lực hấp thu của mình. Được Oda xác nhận, nhân vật Mark Soditis dựa trên một hải tặc có thật tên là Edward Tít, nỗi kinh hoàng của biển cả vào thế kỷ 17. Edward Tít mang đầy đủ tố chất của một hải tặc tàn bạo, man dợ và cực kỳ nguy hiểm. Theo lịch sử ghi chép về Edward Tít, đối chiếu với những gì mà Mark Soditis đã làm ở trong One Piece, đủ thấy hắn mặc dù là hàng fake nhưng hắn thuộc vào diện Rep 11. Mark Soditis là một gã phản diện mưu mô, xảo quyệt, sẵn sàng làm đủ mọi thứ, dở mọi thủ đoạn để đạt được tham vọng. Ta từng chứng kiến một vai diễn để đời của Kanzuro, vai diễn mà khi mà xuất đầu lộ diện ai nấy đều không muốn tin vào sự thật này. Và Zoden cũng là một nghệ sĩ như thế. Hắn cũng đã từng có một vai diễn như thế suốt 20 năm ở trên tàu Moby Dick. Gia nhập băng dâu trắng vào thời điểm hắn khoảng 16 tuổi, suốt 20 năm nằm gai nếm mật dưới trướng của bố già. Tít làm rất tốt vở kịch của hắn. Trong quãng thời gian này, không một ai phát hiện ra âm mưu của hắn, cũng không một ai nắm rõ về năng lực của hắn, đủ thấy hắn là một tên mưu mô thủ đoạn đến mức nào. Từng ra tay với chính đồng đội của mình, Tít là một kẻ không đáng tin.
Trong trận chiến thượng đỉnh khi mà đối đầu với Dâu Trắng và dần yếu thế, hắn đã hèn hạ thấp giọng mà van xin với hy vọng Dâu Trắng có thể vì tình nghĩa mà bỏ qua cho hắn. Đương nhiên là Dâu Trắng cũng không tốt tính đến mức mà tha thứ cho kẻ đã từng phản bội mình, phản bội lại các thành viên ở trong gia đình nữa, chà đạp lên quy luật thép của giới hải tặc. Khi mà biết kế sách bất thành, hắn ngay lập tức chuyển hướng từ van xin sang tấn công. Chính hắn là kẻ đã châm ngòi cho cuộc tấn công và là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Dâu Trắng tại trận chiến 2 năm trước. Sự mưu mô nguy hiểm của hắn không chỉ dừng lại ở việc là nguyên nhân kích nổ cho trận chiến thượng đỉnh. Sau khi trận chiến kết thúc, Dâu Đen đã dẫn dắt băng của mình truy giết hầu hết các tàn dư của băng Dâu Trắng. Marco cùng với các thành viên còn lại đã tổ chức phản công nhưng thất bại. Tham vọng của hắn không chỉ dừng lại ở việc có được một băng tặc mạnh mẽ, mà hắn đang biến băng của mình thành một băng tặc bất khả chiến bại khi mà tất cả các thành viên đều sẽ được sở hữu năng lực trái ác quỷ bằng cách đi săn và giết những hải tặc đang sở hữu năng lực trái ác quỷ mà hắn nhắm đến. Dâu Đen là một kẻ đầy tham vọng và hắn đang thực hiện những tham vọng đó một cách điên cuồng và tàn nhẫn. Nhưng hắn là kẻ có nỗi ám ảnh về cái chết, sự nguy hiểm. Nếu trong một tình cảnh nào đó hắn bị rơi vào hiểm nghèo, Dâu Đen sẵn sàng hạ thấp giọng, cụp đuôi chó của mình lại với mong muốn là tìm đường sống sót. Đó thì là bản tính của hắn rồi, bất chấp tự trọng của một hải tặc sẵn sàng làm mọi thứ để được sống. Dâu Đen thực sự là hiện thân của một gã phản diện hoàn hảo. Về năng lực và sức mạnh, năng lực trái ác quỷ. Tính đến thời điểm hiện tại, Dâu Đen đã là một trong bốn tứ hoàng mạnh mẽ của biển cả. Danh tiếng và thế lực của hắn được bành trướng từ sau trận chiến thượng đỉnh. Từng bước đi lên từ những viên gạch nhỏ, đầu tiên là mạng của Zat, sau đó là A, rồi đến Dâu Trắng. Hắn ra tay tàn bạo và nham hiểm để đạt được tham vọng của mình. Hiện tại, hắn là kẻ có sức mạnh đáng gờm nhất One Piece. Khi được xác nhận là kẻ duy nhất có thể sở hữu cùng lúc hai trái ác quỷ có khả năng hủy diệt thế giới. Mặc dù Oda thì chưa lên tiếng giải thích vì sao mà Tít lại có thể cùng lúc sở hữu hai trái ác quỷ, nhưng từ những gì mà ta được biết về Dâu Đen ấy, như Dâu Đen chưa bao giờ ngủ ở trong suốt cuộc đời và hắn có một cơ thể đặc biệt qua lời nói của Marco, ta có thể hình dung được phần nào lý do mà hắn có thể cùng lúc sở hữu năng lực của hai trái ác quỷ như thế. Nhưng mà Samsoi tin rằng hắn còn có thể sở hữu thêm ít nhất một trái ác quỷ nữa. Vấn đề này Samsoi sẽ có giả thuyết cho anh em sau nhé. Với năng lực hiện tại thì Dâu Đen được đánh giá là một kẻ có năng lực nguy hiểm bậc nhất ở trên biển. Vì chưa kể đến năng lực bóng tối, chỉ riêng trái Kura Kura của Dâu Trắng để lại đã đủ sức phá hủy thế giới rồi. Như Sengoku đã từng nói, năng lực trái ác quỷ đem đến cho hắn những đòn đánh uy lực và khả năng vô hiệu hóa đòn tấn công của đối thủ. Đây là một điểm nguy hiểm của thứ năng lực này, khi có khả năng vô hiệu gần như là toàn bộ những đòn tấn công phát lực từ đối thủ. Nhìn lại năng lực trái Yami Yami ở trong trận chiến với A, Dâu Đen có thể dùng nó để hấp thụ đòn đánh của A, sau đó phản công lại bằng chính đòn đánh đó. Năng lực của trái Yami cũng cho phép Dâu Đen kiến tạo một quả cầu bóng tối lớn có sức công phá tương tự như hỏa cầu của A. Hay trong trận chiến ở Marineford, Dâu Đen đã sử dụng chiêu thức tương tự để vô hiệu hóa đòn tấn công của Dâu Trắng, Sengoku hay thậm chí là Phó Đôi Rút Gáp. Được biết, Dâu Đen có một quyển sách ghi chép về những trái ác quỷ, về hình dạng, năng lực và điểm yếu, cũng như là những trái siêu nhiên. Hắn biết rất rõ về trái ác quỷ, việc hiểu rõ và vận dụng thành thạo trái Yami và Gura mang đến cho hắn nguồn sức mạnh vô cùng khủng bố. Trái Yami cho phép hắn khả năng hấp thụ đòn đánh vào vô hiệu hóa nó, còn trái Gura cho phép hắn tung ra những chiêu thức có sức công phá lớn. Kết hợp với Haki và khả năng chịu đòn, có thể nói sức mạnh hiện tại của Tít có thể sánh ngang với các tứ hoàng trước đó như Kaido hay Big Mom, thậm chí là Dâu Trắng nữa nhá. Không vì Dâu Đen thực sự mạnh mẽ hơn, nhưng vì hắn sở hữu năng lực thực sự đáng sợ. Trái bóng tối tối thượng được mệnh danh là khắc tinh tự nhiên của những trái ác quỷ. Khi mà đặc tính đòn đánh của trái này là hút lại gần, vô hiệu hóa năng lực trái ác quỷ, sau đó tung đòn kết liễu. Năng lực thể chất. Trước khi sở hữu năng lực trái ác quỷ, Dâu Đen đã sở hữu năng lực thể chất đáng gờm, từng được đề cử làm đội trưởng đội 2 của băng Dâu Trắng, nhưng hắn lại từ chối vì không muốn gây tiếng vang với hải quân. Trong mắt các đồng đội trên tàu Moby Dick, hắn là một kẻ không có tham vọng, nhưng thực chất tham vọng của hắn đã được giấu nhẹm đi nhờ khả năng diễn xuất của mình. Trong suốt 20 năm làm hải tặc, núp gió chở bão trên tàu của Dâu Trắng, Tít đã có mức truy nã là không Billy. Điều này có nghĩa hải quân hoàn toàn mù thông tin về nhân vật này. Hắn giấu mình trong cái bóng của Dâu Trắng vì hắn ấp ủ một kế hoạch lớn hơn đằng sau.
là một thợ tattoo tầm cỡ khi là người duy nhất được xác nhận đả thương và để lại vết sẹo trên mặt chủ tịch hội khuyết tật từ cái thời ấy mà anh còn chưa khuyết tật cơ, trừ con lươn biển ở làng cối xay gió ra nhá. Hắn được xanh đánh giá là một trong những kẻ cực kỳ nguy hiểm và có sức mạnh không đơn giản như những gì mà hắn đang thể hiện. Trong các trận đánh trước đó, có thể thấy dâu đen có sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Như trong trận đánh với dâu trắng, mặc dù lép vế về sức mạnh, nhưng hầu như sau mỗi đòn đánh của dâu trắng, Tít đều có thể đứng dậy ngay lập tức mà tổ chức phản công. Trong trận đấu với A, mặc dù bị tấn công liên tiếp bởi những đòn đánh hệ lửa có sức công phá long trời lở đất, nhưng gần như dâu đen đều có thể tiếp tục chiến đấu sau khi mà ăn đòn. Nhớ trận ở nhà ngục Impel Down, dâu đen đã từng lãnh chọn một cú đấm Gear Second của Kulu. Mặc cho tỏ ra rất đau đớn do tác dụng phụ của trái Yami, nhưng ngay sau đó hắn có thể tiếp tục chiến đấu. Không giống như nhân vật Bellamy nào đó mà tôi không tiện nói tên, chỉ cần một đấm ở trạng thái bình thường của Lù cũng đã đủ làm hắn bất tỉnh nhân sự. Từng nhiều lần nói về Haki, dâu đen được xác nhận là sử dụng thành thạo hai loại Haki là Haki vũ trang và Haki sắc màu quan sát. Riêng Haki báo vương, Samsoi nghĩ rằng khả năng cao là hắn cũng có sở hữu. Vì với cương vị là một tứ hoàng, hắn hoàn toàn đủ năng lực và ý chí để sở hữu nó. Như Marco đã từng nói về dâu đen, hắn có một cơ thể đặc biệt. Ta cũng biết được rằng có vẻ như là dâu đen không bao giờ ngủ trong suốt cuộc đời của hắn. Và qua những gì mình thấy ở dâu đen ấy, lúc mà chưa có năng lực trái ác quỷ, hắn sử dụng bộ vuốt có 3 vuốt để chiến đấu, tương tự cái mà người sói ở trong vũ trụ Marvel. Tiếc là hắn không cường tráng và ngon dai như là Jackman, bằng không thì có mà chấm chấm. Sau khi mà sở hữu trái Yami ở trận chiến thượng đỉnh, hắn dùng 3 khẩu súng lục, biểu tượng của hải tặc của hắn cũng là 3 chiếc đầu lâu. Và hiện tại thì hắn cũng sở hữu 2 trái ác quỷ. Chi tiết này làm Samsoi cảm thấy thực sự lo lắng cho anh men chính nhà ta ấy, vì rất có thể trái Gumugumu thần mặt trời của cậu sẽ là mục tiêu tiếp theo của dâu đen không chừng. Nhìn lại những gì mà hắn thể hiện từ kiến thức, sức mạnh, sự mưu mô, khả năng chịu đòn, xét kiểu gì Samsoi tôi cũng thấy hắn mới là một hải tặc có khả năng tìm ra One Piece nhất, chứ có mà ngơ ngơ ngáo ngáo, chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi của cô lù ấy, thì không biết làm sao để đánh bại dâu đen mà tìm ra One Piece đây nữa. Với năng lực và vị thế của dâu đen hiện tại, Samsoi tin rằng ở trong tương lai hắn sẽ đóng một vai trò quan trọng nào đó. Vui vui thì là phản diện chính ở trong một arc nào đó, còn cao hứng có khi là đồng minh diệt quái với Luffy không chừng ấy. Nói chung là tất cả phải trông cậy vào Oda hết thôi anh em ạ. Vừa rồi mình cũng đã điểm qua và phân tích những chi tiết hết sức thú vị về dâu đen rồi, một tên hải tặc nguy hiểm bậc nhất ở trong One Piece. Gia đình mình ấy xem qua thì thế nào, đừng quên comment để được đẹp trai và xinh gái hơn nhá. Như thường lệ thì Samsoi lại cho lên sóng những nam tu nữ thánh của kênh đây. Mở bát cho top comment ngày hôm nay là comment của bạn Khôi Vĩ Vlog. Thuyền trưởng ơi, cho em hỏi, nếu Nami có Haki vũ trang thì đấm lù sẽ như thế nào? Chưa bọc Haki thì lù đã đủ thê thảm rồi, giờ mà có thêm Haki nữa chắc là đăng xuất, chứ không có cơ hội là chơi ngu lần nữa đâu. Gương mặt vàng trong làng comment tiếp theo là của bạn Bluco96. Anh ơi, cho em lên TV với, cho em hỏi Luffy Gear 5 ở tập mấy vậy ạ? Mong anh rep. Bạn đọc chương 1044 nhé, đừng quên là để ý cơ mặt của Kaido ấy. Chúng ta sẽ cùng đến với comment cuối cùng của ngày hôm nay. Bạn có tên là Điền Mạnh. Anh ơi, cho em hỏi trái Bara của Bartolomeo với trái kim cương của Zozu, trái nào cứng hơn anh? Theo lý thuyết thì kim cương là kim loại mạnh nhất thế giới, nên AD cũng nghĩ trái kim cương của Zozu là cứng hơn bạn nhé.